Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 24 tháng 5 năm 2023, kênh cập nhật giá mít Thái tại các khu vực. Hiện tại thì tình hình giá mít Thái đang nằm ở mức cực thấp luôn hả bà con ha. Hiện nay tất cả các nơi thương lái đều đã đi mua xô, nhiều thương lái ngừng mua hàng nha bà con. Tại khu vực Tiền Giang mua xô từ 2-4 ngàn, Đồng Tháp, An Giang mua xô 3 ngàn, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang mua xô từ 2-3 ngàn, Vĩnh Long, Trà Vinh mua xô từ 2-3 ngàn, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận mua xô từ 2-3 ngàn, Tây Ninh, Bình Phước, Tây Nguyên giá cũng vậy nha bà con, giá từ 2-3 ngàn đồng. Như vậy ở thời điểm này thì người dân trồng mít Thái đang bị lỗ ha bà con ha. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút thích video cũng như có thể bình luận để trao đổi thêm. Xin kính chào.